Tôi có điện thoại. Alo, lâu rồi mới nói chuyện với cậu, sao bây giờ mới liên lạc chứ? Tôi biết rồi. Tới văn phòng không nhìn thấy anh, tôi còn thắc mắc anh đang ở đâu. Ra là ở đây hít thở không khí trong lành ha. Tự nhiên lại quan tâm tôi đang ở đâu làm gì. Tôi tưởng cô đi cùng với Ly Chung Hun tài năng rồi chứ. Anh đã nói gì với tôi khi quyết định bỏ thuốc vậy ta? Nếu như còn hút lại, sẽ cho tôi giữ toàn bộ tiền lương thì phải. Thuốc cái gì mà thuốc hả? Nghĩ đến bà vợ coi trọng người khác hơn chồng, khiến tôi thở dài thôi. Nên giữa trời lạnh hơi thở mới tỏa ra như khói thuốc. Ồ, vậy hả? Nếu như lạnh quá thì uống cái đó đi. Cái này là đồ uống lạnh. Mau uống đi, mau lên, nhanh lên, uống đi. Tôi quên mất là có hẹn đi ăn cùng với bạn nên tôi đi trước đi ha. Lát về gặp lại sau nha trưởng phòng. Chào. Giải thưởng truyền hình Hàn Quốc, giải thưởng chương trình của năm. Sao lại không có tin tức gì hết vậy? Cảm ơn cô nha. Ê, cô Do Ha Jin kìa. Cô Do Ha Jin, trưởng phòng. Trời ơi, không ngờ lại gặp nhau ở đây đó. Gặp chị. Chị vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Không ngờ được gặp biên tập viên Ly ở đây ha. Phải, tôi cũng vậy. Hôm nay cô đến đây để nhận giải hay sao vậy hả? Tôi được mời tới để trao giải thưởng thôi à. Nè, diễn viên nổi tiếng có khác nha. Mọi người đều cố gắng mời cô đến dự sự kiện của họ. Để lát nha. Tôi ra đây nghe điện thoại chút. Đợi tôi chút nha. Nếu biết sẽ gặp anh như vậy thì lúc nãy đã không làm phiền anh rồi. Anh đến nhận giải thưởng chương trình của năm hay sao hả? Không phải là giải thưởng của tôi. Tôi chỉ đại diện nhận thay thôi. Là chương trình được nhận giải. Đó là chương trình của anh mà. Giải của Newsline là giải của anh rồi. Nếu như tôi được là người trao giải anh thì tôi biết mấy. Anh đừng hiểu lầm nha. Tôi không hề biết anh cũng sẽ tới đây nhận giải đâu. Ngay bây giờ đây thì sự kiện giải thưởng truyền hình Hàn Quốc sẽ chính thức được bắt đầu. Cảm ơn sự có mặt của quý vị. Chúc mừng anh biên tập viên Ly. Bây giờ tôi về chỗ ngồi ha. Bây giờ tôi xin phép được công bố giải thưởng của ngày hôm nay. Chương trình truyền hình thuộc về New Life của Ly Chung Hun. Chúc mừng cậu. Chúc mừng. Cảm ơn. Lên đi. Chương trình Newsline của Ly Chung Hun không phải do mình tôi xây dựng mà còn có sự đóng góp của rất nhiều thành viên khác. Tôi xin được chia sẻ vinh quang này với trưởng phòng Choi Hee San và cùng tất cả các thành viên của chương trình. Cảm ơn mọi người. Biên tập viên Ly, trong số những khách mời có mặt tại đây, anh có muốn đặc biệt gửi lời đến ai hay không? Mời anh phát biểu. Chúng ta hãy cùng chờ xem biên tập viên Ly sẽ thể hiện như thế nào nha. Tôi thực sự mong rằng những ngày sau này của em sẽ hạnh phúc hơn những ngày đã qua. Luôn ủng hộ em. Cảm ơn mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với giải thưởng khác. Giải thưởng tiếp theo là giải thưởng BD xuất sắc nhất. Chắc giờ anh sẽ phải quay lại đài truyền hình để quay Newsline tiếp có phải không hả? Phải, đúng vậy. Nhưng mà quản lý của cô đâu rồi? Em ấy sẽ lấy xe trước rồi đó. Chắc chắn là em ấy sẽ tới ngày thôi à.
cô đi cẩn thận nha. Dạ. Chuyện lúc nãy cảm ơn anh nha. Anh ghét bị người khác chú ý nên là tôi cứ tưởng anh sẽ không nói gì hết đó. Tôi đã bị cảm động một chút. Dạ chào anh. Chúc mừng. Tôi thực sự mong rằng những ngày sau này của em sẽ hạnh phúc hơn những ngày đã qua. Luôn ủng hộ em. Đúng là không thể hiểu nổi anh ấy luôn đó. Tại sao cứ thay đổi như trông chóng như vậy kia chứ? Em nghe đến thuộc luôn rồi. Đừng xem nữa mà. Trên đời này đàn ông mới là cao thủ thôi có phải không? Cứ đẩy đẩy kéo kéo vậy là sao? Nói gì mà luôn ủng hộ chị? Chị à, trong tình huống bất đắc dĩ anh ta mới phải nói thôi. Chứ trong lòng anh ta không có gì đâu. Chị làm ơn ngừng mơ mộng về anh ta đi. Không phải đâu. Luôn ủng hộ em. Tiền bối, chúc mừng anh. Vậy mà nãy anh còn nói là không thích nữa chứ. Đừng có chọc tôi như vậy mà. Hôm nay lại xem được dáng vẻ khác của anh rồi. Thật là lãng mạn quá đi tôi. Cả ngày cậu chỉ biết tìm đọc bài báo về tôi thôi hay sao chứ. Tôi quan tâm anh mà. Tin nhắn mới do Ha Jin. Bức ảnh này đẹp quá. Tôi định khoe trên SNS đó. Nhưng mà nghĩ tới vẻ mặt phẫn nộ của anh nên là tôi đã cố nhìn đó. Anh cũng giữ một bức làm kỷ niệm đi ha. Quay news like tốt ha. Đi làm việc mau đi. Tôi biết rồi. Em đi rồi vậy ngay. Em thử coi có bị hỏng không nè. Mãi không có liên lạc gì của người ta nên chị nghĩ do điện thoại của chị có vấn đề sao? Tại sao anh ta lại im lặng như vậy chứ? Không thích hình của mình hả? Em đã nói chị đừng có dính vào chuyện yêu đương rồi mà. Đã nói là không phải vậy rồi mà. Thật là. Chị ở nhà một mình được chứ? Ở nhà thôi có gì đâu mà lo. Em cứ đi tập đi, không phải lo gì hết đó. Nhớ là phải mặc áo ấm vào ha. Chị cũng đi ngủ đây. Vậy được rồi, có chuyện gì nhớ gọi cho em ngay nha. Chắc là anh ấy bận làm việc thôi.